Thưa quý vị và các bạn, từ thông tin của phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, sáng ngày 15 tháng 6, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Công an huyện Văn Lâm và Ủy ban Nhân dân xã Trường Chắc bắt quả tang cơ sở sản xuất hạt nhựa do bà Trần Tuyết Sơn, thường trú tại Hà Nội, thuê địa điểm nằm trong công ty cổ phần sản xuất kính Việt Hưng, xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường tại thôn An Lạc. Thế nhưng, trong những ngày vừa qua, lợi dụng thời tiết mưa, các cơ sở trên lại tiếp tục xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường. Không trực tiếp xả nước thải chưa qua xử lý và hệ thống thoát nước chung của công ty cổ phần sản xuất kính Việt Hưng như trước kia, mà cơ sở sản xuất hạt nhựa của bà Sơn làm chủ đã xây chặn hệ thống rãnh thoát nước bên ngoài công ty để nước chảy tràn qua đường ống cánh đồng thôn An Lạc. Đề nghị cán bộ xã làm nào cho nước thải nó khỏi ra đồng bẩn thì khỏi chết cây cối. Bây giờ nhà cô hai mẫu nhà, một mẫu ở đây, một mẫu trên kia ngập hết thẳng hết. Mỗi năm là cô được thu nhưng mà hai năm nay là bốn rãnh nó cứ lấp hết, ngập hết. Chưa dừng lại ở đó, cơ sở trên còn lắp đặt hai đường ống qua tường rào để xả trộm nước thải chưa qua xử lý ra ao bèo phía sau tường rào của công ty kính Việt Hưng. Và đây là hình ảnh chúng tôi ghi được vào thời điểm 18 giờ ngày 23 tháng 7. Nước chưa qua xử lý lẫn với tạp chất tràn ngập cả khu vực rộng lớn với mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Nhà cô thì cô không lên đến đây, nhưng mà đến lúc nó ngập, nó chảy nước bản sạc lên đến đây thì mới biết là nó xây ở đây. Ngập hết, gần đủ chết hết, chứ không ăn tốt như đằng trong kia mà. Như chúng tôi đã phản ánh, trước đó vào ngày 15 tháng 6, Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Hưng Yên cùng với Công an huyện Văn Lâm và Ủy ban Nhân dân xã Trường Chắc đã lập biên bản lấy mẫu và yêu cầu cơ sở trên chấm dứt hành vi xả thải. Thế nhưng, không hiểu việc kiểm tra giám sát và xử lý hành vi vi phạm của cơ sở như thế nào, nhưng hiện tại, cơ sở sản xuất hạt nhựa do bà Trần Thị Tuyết Sơn vẫn hoạt động và tiếp tục xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường. Câu hỏi này có lẽ xin nhường lại các cơ quan chức năng cũng như cấp chính quyền cơ sở.